Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Giải đáp thắc mắc trong tình yêu hôn nhân gia đình cùng cô Phạm Thị Yến. Kính thưa quý vị và các bạn, thì ai trong chúng ta cũng vậy, cũng đều mong muốn sẽ có một người vợ, người chồng sẽ cùng mình vun đắp hạnh phúc gia đình. Thế tuy nhiên có những người vợ, tuy rằng là mong muốn là như vậy, nhưng bởi vì cuộc sống đôi khi không chiều lòng người, lại lấy phải những người chồng chơi bời, người chồng không lo đến quan tâm đến gia đình, không lo đến vợ, đến con, thành ra gây ra rất nhiều phiền não và khổ đau cho người vợ. Và đây có lẽ cũng là một lời tâm sự của một người Phật tử gửi về cho chương trình, mong muốn được cô Phạm Thị Yến sẽ hướng dẫn cách thức làm thế nào để có thể thay đổi tính cách chơi bời của chồng mình, để có thể cho mình một cuộc sống gia đình hạnh phúc an vui nữa. Con xin kính chào cô và con xin được đọc những lời câu chuyện của người Phật tử gửi về cho chương trình ạ. Em chào cô ạ, vợ chồng em không có được tiếng nói chung nên không bao giờ nói chuyện với nhau được lâu, nhất là về chuyện bàn bạc làm ăn. Đến bây giờ gần như là đang sống ly thân, một năm nay chẳng ai nói chuyện với ai cả. Nguyên nhân chính là do chồng em cũng mải chơi và tiền bạc chi tiêu không có mục đích, trong khi gia đình còn rất khó khăn. Em đã nỗ lực để làm việc kiếm tiền và nhẫn nại, hy vọng chồng em sẽ hiểu được em, nhưng mọi chuyện không được như em nghĩ. Vậy bây giờ em phải làm thế nào? Mong cô chỉ giúp cho em với ạ. Em xin cảm ơn cô ạ. Đúng là câu chuyện về hạnh phúc gia đình nó là muôn thuở, vì ai cũng mong cầu hạnh phúc, mà thường thì cái điều mình mong cầu ấy nó không được như ý. Mấy ai được như ý đâu, trong cuộc đời này mấy ai được như ý đâu. Cho nên gọi là phải biết sống, làm sao đó được dung hòa thì mình sẽ bình ổn hơn cái cuộc sống của mình. Thì cái câu hỏi của bạn đó là chồng bạn mải chơi rồi tiêu tiền vung phí khiến cho bạn rất là khổ, và nữa là về cái việc bàn bạc tính toán làm ăn không nói chuyện được. Thì người ta đã mải chơi rồi, tiêu tiền vung phí rồi, thì làm sao mà người ta có thể chí thú vào cái việc tính toán làm ăn được. Cái này nó là như là một quy tắc đấy. Còn những người người ta cũng chơi, người ta cũng tiêu tiền, nhưng người ta không phải là mải chơi, tức là lấy việc chơi hơn việc làm, không phải thế, thì người ta mới có thể mà tính toán làm ăn được. Tức là người ta nói là người này làm được, tiêu được thì nó lại khác. Mỗi việc mải chơi mà lại tiêu tiền vung phí tiền bạc thì cái người này không thể có tiếng nói chung trong cái việc bàn bạc làm ăn. Bởi vì đã làm ăn thì phải tiêu tốn thời gian, không thể đi chơi được, đúng không? Mà đã làm ăn rồi thì nó vào cái guồng của cái công việc, cho nên bao giờ tiền bạc nó cũng phải dồn về vốn, dồn về đầu tư, dồn về tái tạo sản xuất, cho nên không thể nào mà tiêu tiền vung phí được. Trên hai cái này nó không thể song hành được với nhau, là biết chia sẻ tính toán làm ăn và vẫn mải chơi, vẫn tiêu tiền vung phí thì không có được. Cho nên bạn tính, bạn bày ra cái chuyện mà tính toán làm ăn với người chồng như thế này, có tính cách này thì không, thì đương nhiên đi đến khắc khẩu rồi, cái đấy là đương nhiên các bạn ạ nhé. Thế cho nên là theo cô, trong những cái trường hợp như thế này thì mình phải làm gì để giải quyết được cái việc mà chồng mình mải chơi đã và tiêu tiền không vung phí đã, chứ còn đừng đòi hỏi cả việc là tính toán làm ăn. Giờ cô cũng nói thế này, khi yêu nhau mà bao giờ cũng thích một anh chàng ga lăng mà. Ga lăng là gì? Là chiều mình theo ý mình, thích cái gì mua cho mình cái đấy. Thì đương nhiên cái người ga lăng này, nếu mà xét là họ không phải là người chăm chỉ làm ăn, xét rằng họ không phải là người mà chín chắn, thì đương nhiên là mình đã nhận biết cái dấu hiệu này từ lúc yêu rồi. Thì cô cũng nhắc luôn các cái bạn gái mà thích những anh chàng ga lăng, lúc yêu thì rất là thoải mái, nhưng lúc về thì bao giờ cũng thường gặp phải bất hạnh đấy. Tại vì những anh chàng ga lăng là gì? Là những anh chàng tiêu tiền theo cái cách mà làm vừa lòng người khác. Và tại sao lại nói là
làm vừa lòng người khác trong cái cách tiêu tiền lại không nên, vì anh ấy muốn người khác cũng phục vụ mình, cho nên anh ấy rất là ích kỷ. Tiêu tiền ga lăng, lấy lòng người khác để cho người khác cũng phục vụ mình, làm người ích kỷ, chứ không phải ga lăng trong cái việc mà quan tâm, chăm chỉ làm ăn, rồi xây đắp hạnh phúc, thì cái ga lăng đấy nó lại khác. Nhưng thường cái anh chàng ga lăng mà bạn gái chỉ cần khởi ý nên đã phục vụ ngay ấy, thì nó cũng không được lâu bền, vì nó không chín chắn. Thế thì cô cũng nhắc bạn gái là khi mình có người yêu ấy, và mình tìm người yêu ấy, mình phải tìm một người là biết quan tâm đến mình nhưng phải biết tính toán, chứ không phải mình thích cái gì mua cho mình cái đấy, rồi cái đấy chưa dùng chưa hỏng lại thích cái khác, lại mua cái khác. Đôi khi các bạn lại cho đó là anh ấy yêu cháu nhưng mà anh ấy tính toán đấy. Đôi khi những bạn nữ tự các bạn cũng làm cho mình, làm khó cho mình về sau này, khi mà chọn người yêu cũng rất là khó cho mình. Thích một người ga lăng, không tính toán, không thế này, bảo anh ấy kẹt xỉ nữa, mua cho người yêu lại còn tính toán đấy. Thực sự ra các bạn nữ cũng rất là để cho người ta rất là khó chiều lòng. Thế nếu muốn một anh chàng không tính toán với mình thì làm cái người tiêu vung phí, thì sau này về phải chịu khổ. Còn nếu mà lấy cái người mà biết tính toán cho mình thì mình phải thông cảm, mình phải cảm nhận được cái người này là cái người biết xây đắp hạnh phúc, biết tiết kiệm đồng tiền, biết chi tiêu đúng mực, và cũng biết chiều mình, và trong cái chiều ấy có cái thông cảm, có cái xây đắp cho cuộc sống riêng. Thì các bạn phải thỏa mãn với cái người bạn trai đó, chứ các bạn đừng đánh giá người ta là người keo kẹt, bủn xỉn, tính toán không ga lăng. Đấy, cho nên bạn gái cũng điều chỉnh cái cách này. Cho nên cô cũng không biết bạn là lúc trước bạn lấy chồng thì bạn lấy anh này ở tình yêu ga lăng như thế nào trong hai cái trường hợp này. Nhưng chắc chắn sẽ nghiêng về cái trường hợp thứ nhất, là ga lăng một cách gọi là cống hiến hết mình cho làng. Chàng cống hiến hết mình, có tiền nàng thích cái gì là cho cái đấy, và thậm chí lại còn rủ nhau đi chơi bời. Bởi vì chơi bời đó của cái anh chồng này đâu phải là mới bị sinh ra đâu, mà từ trước ấy chứ. Đấy, cho nên là đôi khi nam nữ là cứ rủ ấy mà cái anh có mặt ngay, anh bỏ hết làm, đôi khi anh chả cần làm gì. Có những người bây giờ là người con trai này còn ăn tiền, vẫn còn ăn tiền sự nuôi nấng của cha mẹ mà, vẫn ăn do cha mẹ cấp dưỡng, rồi về đòi hỏi cha mẹ để phục vụ người yêu. Lúc bấy giờ người con gái cảm thấy là nhất mình, nhưng mà lấy về thì nó hành mình nhất thiên hạ đấy. Chả sung sướng gì đâu. Thế cho nên là người con gái phải biết mình lấy phải người thế nào, sau này họ ra sao, phải biết tìm họ, hiểu họ lúc trước, và phải biết tu cái đức cho mình, và phải biết giúp cho mình được cái cuộc sống bền lâu. Thế còn bây giờ bạn muốn chuyển hóa việc này thế nào thì cô sẽ hướng dẫn. Thứ nhất, chơi bời và vung phí tiền bạc là do đâu? Là do lúc trước mình trong nhiều kiếp mình không quan tâm tới người khác, cho nên bây giờ không được bạn quan tâm tới mình, không được chồng quan tâm tới mình, là mình sống không có quan tâm, không biết trân quý những cái mà người ta cống hiến cho mình, kể cả là người và vật, không biết trân quý, không biết đền đáp. Cho nên bây giờ bạn nai lưng bạn nào, người ta có đền đáp cho bạn đâu. Cho nên là bạn bây giờ là phải biết trân quý từng sự giúp đỡ nhỏ nhất của người khác đến với mình. Cái sự giúp đỡ kể cả con vật, con chó lên trong nhà cho mình cũng là một sự giúp đỡ. Đấy, một cái người bạn của con mình, nó là người tốt, mình cũng phải trân quý. Đấy, rồi cha mẹ mình, rồi rất nhiều nhân duyên mà người ta giúp đỡ mình phải trân quý. Và khi mình trân quý rồi thì mình phải nghĩ đến đền đáp. Đấy là cái đầu tiên mà bạn phải tu tập. Thế cái thứ hai nữa là bạn có thể hướng về phần tâm linh một chút. Cũng có thể có những chúng sinh nào đó mà trong nhiều kiếp trước do mình vô tình, vô nghĩa, bạc tình, bạc nghĩa, họ đang khổ đau trong cái cõi ngã quỷ, thì mình nên vâng lời Phật dạy, làm các công đức, rồi tụng kinh, cúng dường, hồi hướng cho các cái chúng sinh mà nhiều kiếp mình đã làm khổ họ vô tình, vô nghĩa, khiến cho họ bị tổn thương, họ bị đau khổ,
thì nay họ có duyên với mình cứu độ cho họ ra khỏi cái cõi ngã quỷ, hoặc cho họ bớt khổ, hồi hướng cái phúc đấy đến cho mình, thì mình cũng được nhận lại cái sự quan tâm. Và mình cũng không có giận chồng nữa, không giận chồng. Tức là nếu như mình với chồng có cái mối oán kết từ trước, chồng về đây để đòi nợ mình, thế thì mình cũng không oán kết nữa. Mình đã sống ly thân rồi thì mình cũng không nên cho người ta tiền. Cho người ta tiền thì người ta tiếp tục tạo ác, nhưng mình không cần phải nói xấu. Và nhất là đừng nên chia rẽ giữa bố và con, không nên chia rẽ. Vì chia rẽ như thế tức là mình vẫn còn kết oán với người ta, cái mối oán thù nó chưa trả được. Thế thì mình không nên kết oán, mà mình nên nói với con mình là thông cảm, chia sẻ với bố. Vì bố có những cái đó nó chưa quan tâm đến mình thì thôi, đây cũng là cái nghiệp của mình khiến bố không quan tâm, bây giờ các con sống tốt lên. Thế và cái điều quan trọng là mình vẫn phải giữ được cái tình cảm đối với gia đình nhà chồng, vẫn phải có trách nhiệm với gia đình nhà chồng, không được nói xấu gia đình nhà chồng, để giữ được cái phúc hiếu cho con và giữ được cái phúc cho mình, là mình có quan tâm biết ơn. Và mình kể cả là gia đình nhà chồng có thể là không tốt thì ở đấy mình biết cho đi, mình biết tha thứ thì mình cũng sinh được cái phúc báo cho mình. Thế cho nên là có rất là nhiều cái để cho mình tu tập tích góp các công đức hồi hướng cho chồng, để cho chồng có thể xoay, có được cái nhân duyên để xoay tâm đổi tính, để trở lên không chơi bời và biết chí thú làm ăn. Vì cái nghiệp của mình là bị chồng chơi bời, đến bây giờ mình tu cái nghiệp của mình chuyển thì tức chồng mình sẽ có nhân duyên gặp được cái người khuyên bảo khiến cho họ thức tỉnh, hoặc một cái nhân duyên gì đó khiến cho họ thức tỉnh. Cũng có rất là nhiều người trong Phật Pháp đấy là bỏ được lô đề cờ bạc chơi bời luôn sau khi gặp được Phật Pháp. Thế cho nên bạn nên tu Phật Pháp và bạn hướng nguyện cho chồng bạn cũng gặp được Phật Pháp, thì cái đó sẽ là thù thắng nhất, khiến cho bạn có thể nối lại và xây dựng được gia đình hạnh phúc. Như trên đạo tràng Minh Long Tây Tịu, bây giờ có cái anh này thì trước kia chơi bời cờ bạc rồi không quan tâm đến gia đình, sau khi được gieo duyên biết đến Phật Pháp, anh ấy bây giờ đang trở thành một người phó đạo tràng rất là mẫu mực, thay đổi hoàn toàn đối với vợ con, thay đổi hết. Thế cho nên là cái cách mà bạn tu tập Phật Pháp đi, để kết duyên với Phật Pháp đi, tinh tấn tu hành đi, rồi hồi hướng cái công đức đó cho chồng, khiến cho chồng có cái nhân duyên quay về Phật Pháp, là cái cách rất tốt để cho bạn tích lũy phúc báo và chuyển hóa cái nghiệp duyên giữa mình và chồng. Vâng, con xin chân thành cảm ơn những lời khuyên vô cùng là chân thành và thiết thực của cô dành cho bạn Phật tử trẻ tuổi này và toàn thể quý vị đang xem chương trình. Và hy vọng toàn thể quý vị đang xem chương trình sẽ qua lời hướng dẫn của cô, chúng ta sẽ biết được rằng là cái sự chi phối của nhân quả đến với đời sống hạnh phúc của mình là như thế nào. Và qua đây thì chúng ta cũng sẽ ý thức bản thân mình cần tinh tấn tu tập hơn nữa để chúng ta có thể tích lũy được phước báo cho mình, để cho mình cũng như người bạn đời của mình sẽ có một cuộc sống an vui, hạnh phúc, cùng nhau xây đắp tổ ấm của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.